anh siêu anh Bằng và tất cả mà các anh chị em Vâng, nói sau ấy anh Trần Trung nhé, nói ngắn gọn. Bây giờ tôi cho mấy người xin em lên. phút thôi. Rồi. Bây giờ em chỉ nói về cái vấn đề mà tiền tệ tại sao là nhà nước là đồng ý để cho coi như là sử dụng đồng tiền Nhân dân tệ tại nội địa. vàng Vâng. dân tệ tại nội địa nhưng mà chỉ ở những cái chợ biên giới thôi. Đúng rồi. Một lý do là do cái lượng hàng hóa giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc là càng ngày càng lớn, Tiểu và ngạch. cái nhu cầu Tiểu ngạch. sử dụng đồng tiền nhân dân tệ trong dân là rất lớn, và nhà Đúng nước là vì nhân dân đấy, không thể cấm đoán cái chuyện đó, là bởi vì đó là cái nhu cầu thực tế. Khi mà người Trung Quốc họ chỉ dùng nhân dân tệ thôi thì bắt buộc mình muốn mua hàng được là mình phải có nhân tệ. Còn như các anh nói thì hiện tại thì những cái đồng ngoại tệ khác như là đồng đô la Sing hay là đồng đô la Úc đó, rồi là đồng Hàn Quốc hoặc là cái đồng đồng quân tiền Hàn yên của Quốc, Nhật đồng Bản, ví dụ đồng kiếp kiếp đều chẳng trong hạn. nước đều Vâng. có, Đúng và khách du lịch họ mang theo và họ ở đổi ở những cái hiệu rồi. vàng ở trong 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 này Vâng. là rất chi là nhiều, và có những cái đội quân thu mua đấy. Nếu mà những cái tiền nhỏ lẻ, ví dụ 1 đô 2 đô ấy, thường là các cái Vâng, hiệu anh Trần vàng Trung. ấy thu mua thì họ sẽ nộp cho nhà nước, bởi vì là khi anh đã được cái giấy phép thu mua tiền ngoại tệ đấy thì anh phải đóng cho nhà nước, là phải 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 nộp về nhà nước là 1 tháng là cái hạn ngạch bao nhiêu đấy. Còn những cái đồng tiền to đó, 100 đô ấy, thường là người ta gom lại có những đội quân mang đi để họ đưa lên biên giới họ mua hàng đó, kể cả nhân dân tệ rồi các cái đồng tiền khác, nó có những cái chợ chuyên biệt của nó. Nhưng mà về cái nhu cầu về hàng hóa và giao thương là nhân dân tệ là rất lớn, và đây là nhu cầu thực tế của nhân dân, cho nên là nhà nước đồng ý đấy để cho sử dụng đồng nhân dân tệ ở trong những khu vực nhất định, ví dụ như chợ đường biên thôi chứ không phải là đi xa khu vực đấy, mà Đúng kể rồi. cả ông có mang ra vào trong nội địa cũng chả ai tiêu đấy, bởi vì dân mình người ta không dùng cái đồng tiền đó đấy. Đấy là nói để cho anh em biết. Thứ hai, em có ý kiến nhỏ là anh xem là diễn đàn thì mình nên mở rộng ra. Anh thì tức là em hôm trước em nhìn qua một cái diễn đàn của một cái người khác cũng ở trong Nam, tức là họ mời một ví dụ một ông Ba Que lên chẳng hạn, thì ông có 3 câu nhưng tôi chỉ cho ông nói 1 câu thôi, tức là ông hỏi 3 câu thì tôi hỏi cho ông 1 câu, xong đấy rồi anh sẽ hỏi trên diễn đàn là ai trả lời được câu này Không, tức thì là ok bây giờ này đấy. Không tôi không nói nghe nhá, ý nó ý như em. làm dâu trong họ. Có nhiều người cứ bảo đuổi hết vâng sạch bọn Ba Que đi rồi diễn đàn nó sạch. vâng Mà có những người thì bây nó giờ không này, hay, diễn đàn nó không rất hay. cảm ơn Khoa Lê. Khoa Lê nói vâng xong mình sẽ mời Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thái Học ngồi đấy. vâng Nên vâng với quan điểm hai người vâng phải nói chuyện lịch sự. đây Đấy chứ đừng có vâng lên đây diễn anh. đàn mà mình nói không lịch sự. Có vấn đề gì hỏi han về vâng kinh tế Việt Nam cái thứ 43 năm chưa, vâng hơn chắc 40 chính năm chưa xác. về, mình sẽ trả lời cho. Mình là người vì Nhưng Việt mà thế với này, nhau mà, đúng không? em đang nói ý này, Ừ. mọi người cũng nhiều người bên gọi là cộng sản cũng thích lên phát biểu, thì anh cho mọi người lên trả lời 1 câu đó, tức là trước khi anh trả lời nếu không có ai ok thì anh mới trả lời cho người ta. Đúng rồi. Còn còn anh gọi là tôn trọng những cái người trên diễn đàn hỏi ai có trả lời câu này thì cho lên lên xong lại đá xuống, tức là mỗi người chỉ lên trả lời một lên một xuống thì cái diễn đàn nó rất sôi động và nó Không rất biết, đông người mình biết cái kiểu như đấy cái ạ. kiểu Duy Dạ Nguyễn mà mình xem Duy Nguyễn cũng chơi với mình, bạn vâng mình thì mình biết anh vâng em chơi với nhau. vâng Rồi bây giờ này thì ấy xong cái rồi, Khoa kiểu Lê đấy ấy xong rồi, đến đến mình mời anh Trần Thành Trung. không, em chỉ xin 30 giây nữa thôi. Thì đấy thì anh xem cái kiểu tương tác đấy rất chi là hay, mà cái quan trọng là mình định hướng để mình cho bên phản biện họ lên họ nói, để mình cái định hướng về cái 36. Anh hiểu Anh không? hiểu, anh Thì cái để này anh anh rất như vậy. hiểu nhưng mà khổ lắm. Đấy, Anh đấy nói em tức nhé, là ý em nói. anh đã bị cộng đồng mạng nhé, anh em ở trong nước mình này chửi rất nhiều rồi, Vâng. chửi rất nhiều về cái chuyện Dạ. là có như ông này Không, ông lên không. ông mở diễn đàn cho bọn Mình Ba không quan Que trọng. vào nọ kia cái thứ, nhiều người Vâng. không hiểu. Mình đã nói này Vâng, nhá, nhiều người cái không hiểu. diễn đàn của mình là mình mở vấn đề Vâng. dân chủ, nhưng cái vấn đề diễn đàn của Vâng. mình không phải mình chửi Ba Que.
chửi những cái Đúng người kia rồi. mà mình Đấy. tạo diễn đàn ra, thứ nhất để anh em tương, tức là anh em lên, anh em cùng nhau phản biện cùng với mình. Vấn đề thứ hai, diễn đàn của mình là diễn đàn tuyên truyền chứ không phải vì diễn Đúng, đàn diễn chửi đàn đấy, phải là diễn đàn diễn đàn tuyên truyền tuyên truyền đấy, đấy mình khác ở những cái diễn đàn khác đấy. là tuyên truyền theo cái hướng 36 và đấy là mình Nói đang chung hướng là về mình hướng muốn tuyên đúng không? truyền cái sự ưu việt À. của cái chế độ mình do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thứ nhất. Thứ hai Đấy. là cái sự tươi đẹp của đất nước mình, cái sự phát triển, sự yên bình của đất nước mình cho nhiều người bên 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 Việt kiều bên hải ngoại. Thực tế là mình nói qua đây, mình có rất nhiều người bên hải ngoại, thấy chưa? Nhưng mà Vâng. nói chung là cái sự am hiểu về chính trị, am hiểu đất nước Việt Nam hầu như người ta không có. Mình mới kể với quan lê với lại tất cả các bạn một câu chuyện như này. Mình có một cái người gọi là cũng thông qua, cũng có người Việt kiều thông qua một số người bạn thì mình cũng biết. Thế về đây người ta hỏi mình mà anh có phải là hiện nay Việt Nam mà đi sang nước ngoài mà muốn xin visa là phải thông qua Trung Quốc không? Đấy, em thấy không? Tức là cái am hiểu về cái vấn đề chính trị hoặc về đất nước Việt Nam người ta rất dở, vì ở bên kia người ta đi làm tối ngày, sau đó người ta về người ta chỉ nghe mấy cái đài mà ở bên kia chúng nó tuyên truyền thôi. Đấy, nó khổ như thế. Thành công là những cái điều nó rất đơn giản mà những cái người Việt Nam bình thường người ta cũng hiểu được, mà nhiều người Việt kiều bên kia người ta không hiểu được. Đấy, hoặc là mình thỉnh thoảng ví dụ Trung Quốc cái thứ có cái vụ mà đâm tàu cá nó khủng ở ngoài biển Trường Sa, bây giờ thế là có đứa em, có bà gì vợ, có bà gì phía vợ chị ruột ấy, nó điện thoại về, về nó bảo anh Bằng ơi, hình như hiện nay Việt Nam với Trung Quốc sắp sửa đánh nhau rồi. Mà đánh nhau ở đâu? Bảo hình như là chuẩn bị coi như đánh nhau Trường Sa xong rồi đánh nhau ở trong đất liền. Mình bảo ai, người ta bảo em nghe với đại bên kia chúng nó nói như thế. Bảo thôi rồi xong đấy. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ, mà nó thỉnh thoảng cứ 1-2 năm nó về một lần đấy, chứ không phải là coi như nó đi 43-40 năm như ông Nguyễn Thế Học rồi đâu đấy. Thế bản thân em hôm trước em cũng gặp một ông 43 năm mới về lần đầu tiên đấy, thì ông nói chuyện ông ngỡ ngàng Việt Nam lắm, tưởng tượng nổi rằng cái sự thay đổi lại như thế mà dân Việt Nam mình nó lại sung sướng thế. Nên là mình đây là mình mở rộng để mình tuyên truyền cho mọi người Đúng hiểu rồi, cái chính sách của Đảng nhà nước đấy, chứ không phải mình đi cãi nhau chửi nhau cũng đấy. Chứ anh cãi nhau siêu nữa. vậy, anh Không, nói cũng nhiều nặng lời cái quá, không, ví dụ bởi như vì chúng ta đều là người mình Việt chửi Nam nhau á, cả anh ạ. chửi nhau á Vâng. thì nói chung mình chửi hộ những cái người, người ta căm tức cái bọn bao que quá thì người ta cảm thấy người ta sướng. Còn Nhưng vấn đề nếu mà không nói về đâu, tác dụng lâu dài, mình nhìn lại tác dụng thì anh ạ, vâng. cái hận thù 3, 4, 3 năm nó chưa hết được đâu, Đúng rồi. em nói thật sự anh chưa hết được đâu, chứ mình chỉ làm thế nào để cho nó nhẹ bớt đi đấy, Đúng mình rồi. chỉ gọi là như thế để cho mọi người lên là vui vẻ, đều là nói chính xác là hai bên chiến tuyến thật, nhưng Đúng mà nó rồi. vui vẻ, nó người hiểu đi, nó vui đấy. Em chỉ có ý Vâng. kiến thế thôi, cho anh cho em Rồi, xuống rồi, rồi, cho rồi, anh em rồi. cho sân tây color lên một chút đi anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ Vâng. đây anh Trần Thành Trung, anh xin lâu, xin lên cũng lâu lâu rồi, thì em mời anh Trần Thành Trung lên nhá. Vâng, nên nói ngắn ngắn gọn thì em sẽ ngồi mời Nguyễn Thái Học và mời coi như Sơn và Sơn Tây Cà Đông. Vâng, xin chào anh Trần Thành Trung. Chào chú Bằng, chào 1563 Dạ. gian của chú Bằng này, thì Dạ. anh cũng đã vào mấy lần rồi. Mình mở cái diễn đàn mở này, kể cả ba que nó vào về vô tư đi, mình Vâng. thông đã là thằng nào, mình thông cách căn bản là mình tuyên truyền là chính. Vâng, Chứ đúng rồi. còn Cái tư tưởng của em là không thế. ấy, còn thôi vậy cũng nói ngắn thôi, giờ Mình cũng nói trời chuyện, thực tế mình nói chuyện cởi mở đã thôi đã chứ đâu trời có nó gì đã đâu. khuya rồi Vâng. Dạ. đấy. Cái mở thôi, bây giờ như thế này này, nhiều lúc ý mình cũng bực mình, xem những cái comment ở bên dưới mình bực mình muốn lên để mình Dạ. chửi, nhưng thực ra Dạ. mình nói cùng mình chửi cũng chả có tác dụng gì cả đấy. Thế Vâng. thì mình chỉ dùng cái lý luận của mình để mình đập Dạ. tan lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng mà thôi Đúng rồi. đấy, Dạ. chứ mình anh em mình là dùng lý luận thực tế chứ không phải là bằng lý luận suông hoặc là thổi phồng hoặc Dạ. bóp méo sự việc. Đúng không? Vâng. Thế thì ví dụ Mình nó nói sự bảo như thật. Dạ. ở mình bây giờ là ở nhà nước cho xài đồng nhân dân tệ tại đây, tôi thực hiện nay tôi đang ở Lào Cai này, ở cửa khẩu Vâng. biên giới đây này. Tức là Đấy, có nhưng mà người ở Việt tại Nam tại điểm điểm nào chứ nó không, đừng có mà ấy. người Việt Vâng. Nam muốn sang Trung Quốc mua hàng Vâng. thì chúng ta phải đổi từ đồng Việt Nam sang tiền đồng ngoại tệ, sang bên đồng tiền Trung Quốc, đúng không, nhân dân tệ, để sang Trung Quốc mua hàng. Đấy. Người Trung Quốc muốn sang Việt Nam mua hàng thì phải đổi từ nhân dân tệ sang tiền Việt Nam, sang Việt Nam mua hàng, cái đó là đương nhiên. Cái quan hệ lưu thông tiền bạc giữa nước này và nước khác, tôi mua hàng nước này thì tôi phải đổi tiền nước đó, cái chuyện đấy chả có gì cả.
là cho một cách tràn lan ra, là tuyên truyền rằng là hiện nay ở các biên giới, các thị trấn, thị xã hoặc là các cửa khẩu biên giới, chúng ta hoàn toàn là chúng ta dùng tổng đồng nhân dân tệ. Rồi, nguyễn thái học sợ. Bố láo quá. Chúng ta vẫn dùng tiền đồng tiền Việt Nam bình thường, vẫn giao thương bình thường, nhưng chỉ có những nhà buôn bán ở hai bên cửa khẩu hoặc người dân người sang bên ở Việt Nam sang Trung Quốc hoặc muốn mua hàng ở Trung Quốc thì họ đổi tiền nhân dân tệ tại cửa khẩu để họ mang tiền về, cái đó mua không phải đổi nữa, đơn giản chỉ có vậy thôi. Và mấy các bạn cứ nói là cứ nhìn Tây Tạng thì các bạn thấy rằng Tây Tạng khác, Trung Quốc khác, Việt Nam khác, chứ đừng nhìn người nọ nhìn người kia cả. Các bạn thì nhìn cái chế độ nuôi cảm của các bác đi, nó khác nhiều. Chứ ta người dân Việt Nam đấy, ta phải nhìn vào thực lực của mình, ta đi lên bằng đôi chân của mình, ta lao động, ta xây dựng đất nước bằng bàn tay khuê của người Việt Nam. Chứ không phải cứ nhìn Tây Tạng hay nhìn Tân Cương. Tân Cương nó là Tân Cương, còn Tây Tạng nó là Tây Tạng. Chứ các ông các bạn đừng nói một cái nhìn Tây Tạng Trung Quốc đi, các ông có bài trừ Trung Quốc, bài trừ Trung Quốc làm sao được. Cho nên các bạn đừng có lấy lý do ở Trung Quốc để mà các bạn chống phá đất nước. Các bạn đi 43 năm rồi. Này, Kenny Cao, 4.000 năm nô lệ mà chưa rõ hả ngu. Mày láo nó vừa vậy, tao không phải chửi mày. Đất nước Việt Nam có hơi hơn 4.000 năm lịch sử. Chỉ có nô lệ thế giới đu cạn của chúng mày mới là nô lệ. Cho người dân Việt Nam chúng tao bây giờ là tự do, tự đi trên đôi chân của mình bằng khối óc của mình. Thế cái tên của mày, mày không viết bằng tiếng Việt thì mày cút mẹ mày đi nhá. Đừng so sánh nô lệ giặc tàu 1.000 năm. Này, nô lệ giặc tàu Ngọc Nại Nguyên nhá, nô lệ giặc 1.000 năm, nô lệ giặc tàu nhân dân lúc nào cũng đứng lên để đặt đổ, bằng chứng rõ ràng. Chứ mày đừng bố láo. Tợ xây á, tao nói thật là Kenny này, tao tợ xây ấy, mày có ăn công trình, tao ăn cái gì? Tao ăn cái gì công trình? Tao bằng sức lao động của tao đây này. Đến bây giờ tao đang ngồi, tao làm việc trên cái máy tính đây này. Tao nói cho mày biết đấy, bằng khối óc của tao, tao tính toán đây. Tôi xin lỗi các bạn này, anh Nguyễn Thành, mình cứ nói thẳng ra. Anh Nguyễn Thành Trung, anh nói không phải là anh thợ xây bình thường, nhưng anh là thợ xây cao cấp. Có nghĩa là anh nhận những công trình, sau đó anh ấy mời những cái người khác để anh quản lý công trình. Tôi nói thẳng, nói thật là như thế. Nhưng mà xuất thân của anh ấy, anh cũng là, anh không phải kỹ sư, mà anh cũng là đầu tiên là anh thợ xây. Sau đó anh ấy đi lên từ cái bộ óc thông minh của anh ấy. Thấy chưa? Cho nên nhiều người, tôi nói với tất cả các bạn, đầu tiên người ta đi cũng là đi phụ hồ, sau đó người ta đi, người ta cũng học hỏi về về cái ấy thôi. Về cái lẫn nhau thôi, người ta trở thành thợ xây lành nghề. Sau đó người ta đọc được những bản vẽ, người ta nhận được những nhà đấy. Ví dụ người ta cứ thiết kế còn kia thôi, thì người ta cứ đọc bản vẽ, sau sắt bao nhiêu rồi tường bao nhiêu các thứ, như cứ như tao thế người ta cái xây cao thôi. Thì em nghĩ là anh Trung thằng béo đâu cả. Vâng. Tao nói xin lỗi mày nhé. Thằng Ken đi đi cao à? Tao chả phải chú luôn thằng nào cả. Vâng, không phải chú luôn. Cái chuyện đó ông có nghề ông giỏi. Vâng. Tao chú luôn ai? Tao bằng cái mồ hôi, bằng nước mắt, bằng cái mồ hôi của tao đây này. Cái trí tuệ này nhiều tao anh. Tao nói mày biết này. Mẹ mà tao mua ô tô, tao trả khai thuế với thằng đéo nào cả. Nhá. Như chúng mày ấy, phải chứng minh thu nhập bằng còn bằng chết. Cái lũ chó à. Tao để chia sẻ với chúng mày bằng cái tính cách chân thực của một người dân Việt Nam sống trên xã hội Việt Nam. Xã hội nó sung sướng, nó tự do như thế này. Để cho mày biết ra cho chúng mày cái giọng điệu chúng mày. Tao phải chửi thôi. Chứ đừng có nói đây, tao rất muốn một cái diễn đàn sạch. Kể cả phía bên kia, bất đồng về quan điểm, bất đồng về chính kiến, chúng ta nên nhanh cùng nhau, nên cùng nhau để tìm hiểu. Ai nhồi? Hả? Gặp lại văn, chả ai nhồi chúng ta cả. Mà chả ai nhồi nhân dân Việt Nam cả. Tao nói mày biết đấy, nhân dân Việt Nam bây giờ ấy, những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng dùng iPhone đấy, tan ở đâu? Đừng có nói chứ. Những người nông dân, những người thợ xây ở quê tao ấy, đến bây giờ tao nói cho mày biết này, mẹ cái nhà 3 tầng ấy, đổ bê tông mái bằng đàng hoàng 3 tầng rồi phá đi làm lại. Tao thấy không thích thì phá đi làm nào lại.
mày thích thì chúng mày đi về đây, tao đưa chúng mày đi từng nơi một để chúng mày nhìn, chúng mày thấy, chúng mày mở mắt chúng mày ra. Chứ cái giọng điệu của chúng mày ở bên bên nước ngoài ấy, là cái giọng điệu xuyên tạc, thổi phồng và bóp méo, thì còn lâu chúng mày mới đạt được cộng sản, còn lâu lắm, 4.300 năm nữa chúng mày chẳng đạt được. Chúng mày phải nhìn vào thực tế này, chúng mày phải lấy độc trị độc này, chúng mày phải lấy cái đường lối của cộng sản này, đường lối chủ tịch Hồ Chí Minh này, chúng mày đi theo cái đường lối đó thì may ra nhá, may ra mới có người nghe. Chứ cái loại chúng mày toàn thổi phồng bóp méo với xuyên tạc, lúc nào hô hoảng tay để nhân dân ấy, đứng lên đây biểu tình đi, hãy chết một lần để cho con cháu chúng ta là sướng mãi. Chúng ta đéo cần chết, chúng ta vẫn sướng, con cháu chúng ta vẫn sướng cái này, đéo phải chết. Đời người sống một lần đúng không, phải sống hạnh phúc, sống sung sướng đến khi già. Mà nó nói xui những cái người con dân chả chết là con cháu tao vẫn sung sướng cái này, con cháu tao vẫn học đàng hoàng cái này, tới đây con tao mẹ cho đi du học, mẹ có thể học Mỹ cơ, tao thật nó đang săn đi du học Mỹ cơ, đéo tao phải chết, con cháu tao sung sướng. Xã hội Việt Nam bây giờ được cực kỳ tự do, cực kỳ thoải mái. Tao nghĩ rằng chúng mày chưa về nước, hoặc là chúng mày cố tình chúng mày mới xuyên tạc. Chúng mày như thế là còn lâu chúng mày mới lật đổ được cộng sản. Cái tỷ lắm nữa. Chứ nói thực ra tao nói rồi. Tao chỉ muốn một cái tranh luận của chúng mày. Lên đây, ở nhà bà Nguyễn có một cái diễn đàn sạch. Không chửi bậy, không nói bậy. Tao cũng muốn định hô hào. Anh chị em. Đúng rồi. À này này, tao cái đàn này dân oan đấy. Tao nói cho mày biết này. Dân oan thì ít mà dân tham thì nhiều. Dân tham mà nhiều. Dân tham thì nhiều. Có dân oan nhưng mà rất ít. Đấy, có nhưng rất ít. Không, rất ít. Ở đâu cũng có những người oan ức. Nhưng dân oan thì ít mà dân tham thì nhiều. Mày bảo Đảng Cộng sản Việt Nam ta cướp đất. Ta nói mặt cái mả bố chúng mày cộng sản cướp đất để làm để chôn mả bố chúng mày à? Hả? Cộng sản nó cướp đất để làm gì? Chúng mày để lấy cái đất địa mày cướp đất để bán cho tàu. Bán vào cái văn bản nào? Mà cái thằng bản thân chúng mày xuyên tạc thế thì chúng mày không bao giờ chúng mày lấy được lòng dân. Chúng mày mà cướp đất, đảng nó cướp đất, mẹ làm đường cho mà đi phải lấy đất, mà đất của chúng mày đâu mà chúng mày đòi cướp? Đất của đảng nhà nước chia chúng mày để lấy công cụ làm ăn. Chúng mày biết những năm kháng chiến chống Pháp, đất cát toàn dân trên địa chủ cường hào, người dân làm gì có đất? Khi hòa bình đập lại, lấy chính sách lấy đất chia dân nghèo. Cái tấn đất nhà nước cấp đất cho để sinh sống, khi nhà đất nhà nước cần đất để xây dựng các công trình quốc kế dân sinh thì phải lấy đất, làm đường phải lấy đất. Đường bé chúng mày cũng kêu là xã hội không phát triển, làm đường to chúng mày phải cướp đất. Cái mả bố chúng mày cái gì chúng mày cũng nói được à? Hả? Sao đến bố Mỹ chúng mày ngày xưa giết chóc ở Việt Nam ấy, chúng mày không nói đi. Mà tốt nhất ấy, chúng mày tham qua quốc tịch Hoa Kỳ, quốc tịch nước ngoài rồi, chúng mày cầm mẹ chúng mày mõm đi đi. Là mày đã sai rồi, đúng không? Đúng đất đai là mày quả nhà nước người ta quản lý, giao cho những người dân sử dụng, đúng không? Khi cần thiết làm những công trình gì về vấn đề coi như là tái tạo này, ấy là khu dân cư, làm đường, làm trường, làm trại. Nhà nước đang có dân đấy, dân đang ủng hộ nhà nước này đấy con ạ. Tao đang muốn nhà nước lấy cướp đất của tao đây này. Tao đang muốn nhà tao hiện nay là 900 mét vuông đất, được quê nhà nước cướp của tao đi 600 mét đây này. Tao cho cướp đấy, nhá. Mà đéo được cướp đây này. Bây giờ em nói thật anh nhé, bây giờ ví dụ nhà em đang ở 1,5 triệu đô la này, bây giờ nếu mà nhà nước mà ví dụ như người ta lấy đất mà em phải đòi được cỡ ít nhất phải 1,7 đến 2 triệu đô, đấy. Cho nên mà chúng mày ngu si đần độn. Chỉ chuyện đấy chuyện thực tế ngoài đấy. Chỉ có những ngoài mà đất lấn chiếm, đất không có đất lấn chiếm đấy, hoặc là đất vớ đất vẩn thì mới kêu không có nguồn gốc rõ ràng, mà trong khi đó nhà nước đền bù nguồn gốc xuất xứ đơn giá khác nhau. Đấy này, cái thằng mà Kyo này tao nói mày nhá. Nếu mà nhà nước cướp đất nhá, thiếu mày bảo mày hiện nay mày đang ở thành phố Hồ Chí Minh, cái khu Mã Lạng nhá thì mày đều hiểu, ở góc Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi là một cái khu
đất cực kỳ vàng thì mới ở đấy nhá. Nó tồn tại từ cái thời coi như như là ngụy Sài Gòn đến bây giờ rồi, tức là vào trong nó chi chít tất cả, mà chúng ngay trung tâm thành phố, mà coi như là nhà nước mình ấy, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh muốn quy hoạch cái khu đấy trở thành coi như một cái khu coi như là rất là đẹp. Nhưng hiện nay vì chỉ vì cái đền bù giải tỏa mà đến cỡ khoảng mười mấy 20 năm nay rồi không thể giải tỏa được cái khu đấy anh ạ. Đấy, ngay đường Nguyễn không được Trãi giải tỏa quận thì Nhất thành phố Hồ Chí không Minh. được giải tỏa, chúng nó bảo là không phát triển quốc kế dân sinh, Đấy, đúng không? vâng. Đường nhỏ thì chúng nó bảo không phát triển đường xá giao thông, không có cửa hàng, không có cửa hiệu, không có những cái công trình khác mọc lên để phục vụ bọn nó, Người ta lấy đất mà bảo mà được có đền bù cho dân theo giá thị trường. Ví dụ nếu mà ông là đất ở đất thổ cư, còn đất ruộng thì dùng cái thứ mày đòi coi như này. là bằng cái giá thổ cư. Mấy thằng ngu này, Cái thôi nói chung thằng là thôi anh em mày, nó ngu quá. Ben Ben Tơ Phạm này, bố mày đang ở chỗ cột mốc 102 biên giới Việt Nam Trung Quốc đây này, cạnh cái dòng sông Đầm Thi và nơi có sông Hồng chảy vào đất Việt đây này, bố mày ở đây đây này nhá, mày bỏ ra biên giới, bố mày đang ở biên giới đây này con này, biết rõ được cái thông tin đất nước ta hiện nay đang phát triển như thế nào, thế thôi. Chứ không phải là lên đây để chửi nhau. Thế nhưng mà các bạn, cái văn hóa của các bạn là văn hóa ba que, nó quen rồi. Do vậy chúng tôi bức xúc, tôi đến hàng mấy năm nay tôi chỉ cầu đổ mạng, tôi chưa bao giờ chửi bậy. Anh em chúng tôi chỉ muốn để chia sẻ một cách thực tế nhất, cái sinh động nhất về sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải nói các bạn biết này, các bạn này, Rồi được rồi, các lúc này bạn xem tới. là những có ai muốn lên phải không? Rồi anh cứ nói đi, trong một lát em mời Sơn Tây lên. Sơn Tây khá Các đâu cũng bạn là muốn một biết cái rằng người là và nãy có ở một bên bạn Mỹ. hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì cho dân, làm được nhiều lắm bạn ạ. Đảng Cộng sản đã đánh lãnh đạo nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp, phát triển Nhật và đế quốc Mỹ, đấy là cái cho dân rất nhiều. Chúng ta đang là người dân nô lệ mới trở thành người dân tự do và độc lập, mà đất nước đang đà phát triển trở thành con rồng châu Á, đang phải làm cho đấy, cho rất nhiều. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam biết lãnh đạo nhân dân, biết được cái tâm tư nguyện vọng của dân, vì dân, được nhiều chứ, sao lại không được nhỉ? Chúng tôi có cuộc sống ngày nay là do Đảng Cộng sản. Các bạn, nếu các bạn sinh vào những năm 1900, tôi nói từ năm 60 của thế kỷ trước trở về trước như chúng tôi, trải qua những năm tháng chiến tranh, các bạn mới thấy được cái sự phát triển vượt bậc của đất nước Việt Nam chúng ta ngày nay. Các bạn nên nhớ ngày xưa nhé, đi một con đường từ Bắc vào Nam, từ Hà Nội đến Lào Cai mất 2 ngày, nhưng bây giờ chỉ 4 tiếng đồng hồ thôi. Cái thành phố Lào Cai bây giờ tôi nói xin lỗi các bạn nhé, sáng ra nhìn những hàng loạt ô tô hạng sang đỗ ở rìa đường, ăn sáng uống cà phê thanh thản nhẹ nhàng. Thu nhập của người buôn bán ở Lào Cai bây giờ, đơn giản những người buôn bán qua cửa khẩu nhé, một tháng người ta cũng thu nhập khoảng độ 5 đến 70 triệu một tháng. Tôi nói thật các bạn là thế. Bây giờ Người thợ này xây vẫn được mán trong mèo. anh Trần Trần Trung cho em xin 2 phút em mới chứng minh Ok. cái gọi là ưu những cái gọi là cái ưu điểm của cái xã hội, cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tức là cái Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước Việt Nam là một cái đảng do dân và vì dân. Ở cả em phân tích như là như này. Bây giờ nhá, các bạn cũng đều biết là bây giờ mình so sánh cái cuộc sống mình với bà con Việt kiều ở bên Mỹ. Đất nước Mỹ là một đất nước giàu mạnh đúng không? Hùng cường, giàu có, văn minh, lịch sử, tất cả các thứ. Anh Trần Trường Trung, em và tất cả các bạn đều công nhận là đất nước Mỹ là một đất nước giàu có. Ai công nhận đúng không? Đất nước Việt Nam hiện nay là một đất nước đang phát triển. Thế thôi. Nhưng mà bây giờ này, bây giờ tôi nói với tất cả các bạn nhé. Hiện nay, so sánh cái đời sống của những người dân Việt Nam ấy, ví dụ như kinh tế của anh Trần Thành Trung thuộc dạng trung bình khá một tí, tôi trung bình khá một tí, nhưng mà tôi đã so sánh được với cuộc sống của những người Việt kiều ở bên Mỹ rồi. Thấy chưa? Tôi nói với tất cả các bạn nhé, đất nước Mỹ là cái đất nước giàu có, nhưng tài sản của nước Mỹ
nằm trong tay của những nhà tư bản và những nhà tài phiệt của Mỹ hết. 1% dân số, những 1% dân số Mỹ quản lý 99% số tài sản của Mỹ. Đây. Đúng không? Mà trong khi đó ở Việt Nam, tôi nói với tất cả các bạn nhé, là coi như là nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là một đất nước do dân và vì dân. Cho nên là bây giờ này, cái cuộc sống của những người Việt Nam nhé, sự phát triển của đất nước Việt Nam nó gắn liền với này, sự phát triển của đời sống của những người dân Việt Nam. Nó gắn liền luôn. Chứ nó không phải như bên Mỹ, tôi nói với các bạn nhé, cỡ khoảng 5 năm hoặc cỡ khoảng 10 năm nữa thôi. Những người có thu nhập trung bình ở Việt Nam có khả năng là đã so sánh với cuộc sống của những người Việt Kiều như các bạn ở bên Mỹ rồi. Tôi nói thẳng với các bạn như thế. Chứ còn bây giờ nhé, nói thẳng ra nhé, một số người Việt Kiều thu nhập bình thường ở bên Mỹ về so với cuộc sống của anh Trần Thành Trung và so sánh với cuộc sống của tôi ở Việt Nam nhé, các bạn vãi đái ra quần rồi. Tôi nói với các bạn một câu thôi. Cho nên tại sao mình nói là ai quy một chút thôi. Đúng, ai quy nói đúng, thời chiến tranh sao phát triển được kinh tế anh chứ? Đúng rồi. Từ năm 75 đến 95 đất nước Việt Nam mình có phát triển đúng không? Rồi. Đất nước Việt Nam từ năm 2000 mình phát triển từ năm 2000 75 từ 2000 đến năm 95. Yeah. Đấy. Thì tính đất nước Việt Nam có phát triển nhưng chậm. Có phát triển nhưng chậm. Bởi vì từ năm 1900 đến năm 1995 đất nước Việt Nam đã vừa từ hàn bắn ghét hàn gắn với thương chiến tranh. Hàn gắn bắn với thương chiến tranh nhé. Vừa xây dựng lại đất nước. Vừa bị Mỹ công giật công vận. Hai đầu đất nước lại có những cuộc chiến tranh khác. Kéo dài đến năm 1988. Xin lỗi Vũ Sư Hồng Lân nhé. Tôi nói thẳng như này, Vũ Sư Hồng Lân hiện nay về cuộc sống và về tiền chưa bằng tôi và bằng anh Thành Trung. Nói thẳng luôn. Đấy, chứ không úp mà mời. Không mà làm mơ. Vâng, làm mơ. Không mà làm mơ. Yeah. Nói về tổng số tài sản không bằng. Chắc chắn là như thế. Không mà làm mơ. Mà. Nói như thế này này. Các bạn đừng nói những người Việt ở Mỹ. Cách đây chừng độ 10-15 năm. Nhá. 10-15 năm. Thì Việt Kiều về nước nó oai lắm. Vâng. Nhưng giờ Việt Kiều chẳng là cái đinh gì cả. Thực sự Việt Kiều giờ về nước chẳng là cái đinh gì. Ngày xưa có mấy ông Việt Kiều đeo cái túi ở đây đi ra đường ngây ngang vậy, phì phèo cái này khác ấy. Dân làng nước mắt nhìn. Vâng, đeo cái túi trước bụng ấy, anh hiểu không? Nhưng mà để gọi em cái nói với Việt Kiều ấy. Vâng, em nói anh Thành Trung này, em là kỹ sư hàng hải, em đi nước ngoài rất nhiều. Mà em sang bên nước ngoài em gặp những một số Việt Kiều người ta hồi sang đấy làm thuê. Thậm chí người ta bốc vác hàng cho bọn em. Thế cùng nhau, vì thực tế em sang đấy thành cùng mấy cái thằng đấy nó đâu có giấu được bọn em. Nó nói hết. Đấy, tất cả các thứ thì em hiểu từ cái thời gian em đi tàu hồi trước kia. Và... Nghèo như ông mới có người này cái thẻ này. Vâng, anh Trần Thành Trung này, đất nước nào ấy, cũng có người giàu người nghèo, bên Mỹ Hamlet cũng nhiều, mà Việt Nam thì cũng có người nghèo. Đấy, vì thực tế cái tỷ lệ người nghèo một kiếp sắc ở Việt Nam rất ít. Rất ít. Cái kinh tế Việt Nam rất đồng đều. Vâng. Bởi vì Đảng nhà nước biết no cho dân. Nó này đùm nó sách. Thôi anh Tế bọn nó như thế thôi, định chia sẻ nhiều nhưng bây giờ bực mình lắm rồi. Vâng. Dạ. Dạ vâng. Anh có chuyện này anh bực mình anh Tế.